Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản cho bắt giữ hai nhà báo 70 tuổi ngay trước Đại hội 13. Cùng với việc bắt giam nhà thơ Trần Đức Thạch vào ngày 23 tháng 4, thì chỉ trong vài ngày chính quyền Hà Nội lại tiếp tục bắt giam nhà văn Phạm Thành vào ngày 21 tháng 5 và ngày 23 tháng 5 thì lại bắt tiếp nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Tự do. Có vẻ như việc bắt bớ người bất đồng chính kiến là một xu hướng quen thuộc để lập công dân đảng trước mỗi kỳ đại hội. Nay là chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một điều trùng hợp là cả ba cây viết kỳ cựu này đều sinh năm 1952 với tuổi đời nay đã gần 70 tuổi. Và như vậy, sau việc nổ súng vào đầu người dân và giết chết đảng viên lão thành cách mạng 84 tuổi Lê Đình Kình tại phòng ngủ ở Đồng Tâm, thì tàn nhẫn của Bộ Công an với người đứng đầu là ông Đại tướng Tô Lâm và bộ máy đàn áp, bất đồng đã không còn chút giới hạn nào nữa. Trong bài đăng trên trang của Asia Times trụ sở tại Hồng Kông, phóng viên David Hood đã viết rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam sẵn sàng nhắm vào bất kỳ nhà phê bình nào là khúc mắc cho chế độ. Đây là hình ảnh nhà văn Phạm Thành hay cặp blogger Bà Đầm Xòe với một cuốn sách Nguyễn Phú Trọng, Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo, được xuất bản ở nước ngoài và phát hành trên mạng xã hội vào tháng 9 năm 2019. Vào tối ngày 22 tháng 5, bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ nhà báo Phạm Thành, cho đài RFA biết rằng hiện bà và gia đình vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể nào từ chính quyền ngoài việc ông bị tạm giam 4 tháng ở trại giam Hỏa Lò. Họ mới đưa cho tôi hai giấy bắt giam với lệnh khám nhà thì chúng tôi chuẩn bị làm thủ tục thăm nuôi. Chỉ biết là hiện nay giam 4 tháng ở Hỏa Lò. Thông tin sau 4 tháng như thế nào thì không có, chỉ mới biết là như thế thôi. Khi được hỏi về lý do nhà báo Phạm Thành bị bắt, bà Nghiêm nói rằng công an cũng không hề cho bà biết. Bà nói, cái điều này tôi cũng không biết vì lý do gì mà ông Phạm Thành lại bị bắt. Hiện bây giờ cũng chưa có thông tin gì cả, vì anh ấy cũng mới đi thôi, thế thì yêu cầu phải chuyển cái giấy về cho gia đình. Theo bà Nguyễn Thị Nghiêm, khi công an đến bắt ông Phạm Thành tại nhà, có khoảng trên dưới 40 người đứng từ ngoài cổng và trong nhà chật cứng, nên bà cũng không biết hàng xóm xung quanh phản ứng như thế nào trước sự việc chồng bà bị bắt giữ. Nhà văn Phạm Thành, tên đầy đủ là Phạm Chí Thành, năm nay 68 tuổi, viết blogger với biệt danh Bà Đầm Xòe, là tác giả của cuốn sách Nguyễn Phú Trọng, Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo, được xuất bản ở nước ngoài và phát hành trên mạng xã hội. Có nhiều tin đồn đoán trên Facebook rằng nhà văn Phạm Thành bị bắt là vì cuốn sách này. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ khi phát hành cuốn sách này, ông Thành đã nói, tôi tự tin rằng việc in ấn này là không có gì sai luật. Tôi cũng muốn nói với những người khác rằng họ có sách thì cứ in, nhà nước không in thì tôi in, dùng quyền của tôi theo điều 25 của Hiến pháp đã quy định để in. Quyển sách này là một bằng chứng, một dữ liệu về những lời ăn, tiếng nói, hành xử của ông Trọng trong những chính sách đối nội và đối ngoại của ông ấy đối với Trung Quốc cũng như đối với cả thế giới. Tôi nhận ra rằng ông Trọng là người và làm tất cả những điều gì mà Trung Quốc muốn, ông Thành đã từng nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Đây là hình ảnh nhà văn Phạm Thành. Ông Thành nói thêm, tôi đã 41 năm theo đảng và nhà nước rồi, bây giờ ngoảnh lại thấy dân tộc này cái gì cũng tụt lùi. Nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân là chúng ta không có dân chủ, nguyên nhân là Đảng Cộng sản duy trì sự độc tài. Nhà báo Phạm Thành có nhiều năm làm việc cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV, tự ứng cử là đại biểu Quốc hội vào năm 2016 và đồng thời là tác giả của sách Nền Kinh tế Thị trường Định hướng Xã hội Chủ nghĩa, Xuống hố, Cả lũ và tiểu thuyết Cò hồn xã nghĩa. Từ Thái Lan, nhà báo độc lập Đường Văn Thái nêu nhận định về việc Công an Việt Nam bắt giam nhà văn Phạm Thành như sau. Từ đầu năm 2020 đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt hai người cao tuổi là ông Phạm Thành và ông Trần Đức Thạch. Ông Thành cũng là hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam độc lập. Những người từng làm cho cơ quan nhà nước Việt Nam và nói ra sự thật thì bị chính quyền bắt bớ. Nhà cầm quyền Việt Nam sợ ông Thành nói ra sự thật trước thềm đại hội đảng lần thứ 13 nên họ tìm cách bịt miệng, bắt bớ, giam cầm ông Thành. Ông Nguyễn Vũ Bình thì nêu nhận định về việc ông Phạm Thành bị bắt như sau. Trước mỗi lần đại hội, theo thông lệ, họ hay thị uy, bảo vệ đại hội, hay tránh sự phiền phức, hay những tiếng nói phản biện thì họ bắt một số người. Đây cũng là việc họ làm sai trái. Những người phản biện nêu ý kiến của mình, bày tỏ các vấn đề của đất nước, vấn đề chính sách, quan điểm, đường lối mà bị bắt như thế là hoàn toàn không được, không ai phục và chấp nhận việc bắt bớ như thế. Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già, nguyên phó trưởng ban kế hoạch
dự án và phó trưởng ban tư liệu của đài truyền hình HTV và là một tù nhân nhân quyền cho rằng việc bắt ông Phạm Thành không phải là điều khó hiểu với lý do ông nêu như sau. Lý do thứ nhất, việc trấn áp những người bất đồng chính kiến nó thường xảy ra mang tính chất bắn tỉa. Tôi dùng bắn tỉa tức là lâu lâu một người, lâu lâu hai người thì nó tạo cho tôi cảm giác là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn làm cho người dân, những người bất đồng chính kiến luôn luôn mang tâm trạng phấp phỏng, hoang mang theo cách có hệ thống từ trước đến nay. Đó là khủng bố về mặt tinh thần rất rõ. Đây là hình ảnh blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật là Nguyễn Đình Ngọc, từng bị tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Theo Điều 88, nay là Điều 117, Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Nhà báo Vũ Văn Tạo từ Nha Trang cho biết ông lấy làm tiếc trước quyết định bắt giữ nhà báo Phạm Thành của Công an Hà Nội. Cũng là một người chuyên viết báo và trước đây từng tham gia trong quân đội miền Bắc. Ông Tạo cho biết động cơ thúc đẩy bản thân ông và ông Phạm Thành hướng về lĩnh vực báo chí sau chiến tranh như sau. Quan sát anh Thành thì tôi thấy anh ấy là người ta nói nôm na là thẳng tính, có nghĩa là thế hệ chúng tôi lúc còn thanh niên chỉ nhận được một thông tin một chiều do nhà nước cung cấp. Cuộc chiến đấu hào hùng đó nhưng mà lùi lại mấy chục năm sau mới thấy rằng mục tiêu đưa ra chưa đi đến đâu mà hy sinh hàng triệu người để làm cái gì. Anh Thành thấy nhiều cái bất công, sai quấy ở xã hội, đặc biệt là trong ban lãnh đạo của Hà Nội. Thế thì anh ấy phản ánh, viết phản biện và nhiều thứ khác. Anh ấy là một người rất cương trực, rất là can đảm. Chính vì thế mà những bài viết, tác phẩm nó khá là gay góc. Cũng là một trong những người quan tâm đến vấn đề này, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương thấy rằng chủ trương bắt những người bất đồng chính kiến và các nhà báo của chính quyền Việt Nam đã diễn ra rất rõ ràng vài năm qua. Anh Phương cho hay hành động đó đã vi phạm nhân quyền và phớt lờ sự chỉ trích của quốc tế. Đồng tình, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng việc bắt giam các nhà báo, nhà trí thức, văn nghệ sĩ ở Việt Nam hiện nay đã đi ngược lại những tiêu chuẩn của các quốc gia văn minh. Ông Tạo nhận định nếu muốn hòa nhập với các nền kinh tế thế giới và có tiếng nói trong khối ASEAN hay Liên Hợp Quốc, chính quyền Việt Nam cần nhận thức việc làm của mình như sau. Những ai có ý kiến phê phán này kia, đặc biệt là gây hấn một chút, là bắt đầu quy tội cho việc phản động, móc nối với Việt Tân vân vân, những cái cớ rất là vu vơ, rồi khởi tố, tạm giam và bỏ tù. Riêng anh Thành, tôi thấy cái quyết định rất bất lợi cho xã hội của Việt Nam hiện nay đang muốn cải thiện cái bộ mặt nhân quyền trước thế giới. Đây là hình ảnh nhà thơ Trần Đức Thạch bị bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2020 tại Nghệ An với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Khi được hỏi về sự an toàn của các nhà báo ở Việt Nam hiện nay, ông Nguyễn Ngọc Già trước đây từng bị án tù 3 năm và hiện vẫn còn 3 năm quản chế cho biết ông lo ngại về việc chính quyền Việt Nam tiếp tục bắt giam các nhà báo trong nước cho những bài viết của mình. Ông nói, phải nói rằng không ai muốn đi tù hết, nhất là những người viết báo như tôi cũng như anh Phạm Thành hoặc rất nhiều người khác. Nhưng mà khi chúng tôi viết lên thì chúng tôi viết bằng sự thật, viết bằng cái lương tri làm người, viết vì trách nhiệm của mình đối với quê hương Việt Nam, đối với đồng bào Việt Nam thì chúng tôi cứ phải viết. Ngoài ra với độ tuổi đã gần 70 của ông Phạm Thành, anh Trịnh Bá Phương lo ngại rằng sức khỏe của nhà báo Phạm Thành bị giảm xuống và rất nguy hiểm tại trại giam Hỏa Lò. Trong thời tiết nắng nóng như thế này mà bị giam ở trong nhà tù Hỏa Lò với mức độ người giam giữ rất dày đặc, có khi lên đến 3-40 người trong một phòng giam rất nhỏ bé như vậy. Em thấy rằng môi trường của nhà tù Hỏa Lò như vậy sẽ đe dọa đến sức khỏe đối với nhà báo Phạm Thành, một người đã cao tuổi. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cũng nêu ra sự lo lắng của mình với việc ông Phạm Thành bị bắt giam vì cho rằng môi trường tù túng cho người cao tuổi là rất khốc liệt. Ông nói, vì anh Thành năm nay cũng đã gần 70 tuổi rồi nên thành ra cái vấn đề ở tù thì tôi cũng đã từng trải qua rồi. Nó có thể là cái điều rất đáng lo ngại cho tuổi già của anh Thành. Ở tù như chúng tôi là những người mới thực sự là tù, nó rất khốc liệt, nghiệt ngã cho những thân phận mà tôi gọi là tù không tội. Tôi hy vọng nó sẽ có những can thiệp của quốc tế cho trường hợp của anh Phạm Thành, đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Đối với nhận định trong bài viết về sự thành công chống dịch viêm phổi Vũ Hán có được của Việt Nam thông qua biện pháp xây dựng trên lịch sử có tính chất đàn áp trên mạng báo Foreign Policy, nhà báo Nguyễn Ngọc Già có ý kiến như sau. Bởi vì đàn áp bất đồng chính kiến, nó là một hệ thống xuyên suốt của ít nhất 45 năm qua, còn dịch viêm phổi Vũ Hán nó chỉ mới phát sinh sau này thôi, nên tôi không thấy được cái liên hệ rõ ràng. Chỉ có điều, cái cách nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với một vấn đề nhân quyền nói chung và tự do báo chí, tự do ngôn luận nói riêng thì họ luôn luôn muốn được tất cả. Tức là khi mà họ muốn hòa nhập với thế giới về mặt kinh tế,
để mang lại lợi ích cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và bây giờ là đến lượt Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Nguyễn Tường Thụy bị bắt. Đây là hình ảnh các thành viên sáng lập trong lễ ra mắt thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vào ngày 4 tháng 7 năm 2014. Nhà báo Phạm Chí Dũng đứng bên ngoài cùng bên phải, nhà báo Nguyễn Tường Thụy là người ngồi ở vị trí thứ 3 từ phải sang, nhà văn Phạm Thành là người đứng ở thứ 4 từ trái sang, đứng ở thứ 5 kế Phạm Thành là nhà báo Trương Minh Đức cũng đã bị bắt từ tháng 7 năm 2017. Ông Nguyễn Tường Thụy, 70 tuổi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đồng thời là blogger của Đài Châu Á Tự Do, vừa bị Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam vào sáng ngày 23 tháng 5 năm 2020 với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Việc bắt giữ ông Nguyễn Tường Thụy diễn ra chỉ 2 ngày sau khi bắt nhà văn Phạm Thành, 68 tuổi, một thành viên của Hội Nhà báo Độc lập bị bắt giữ cùng với cáo buộc là vi phạm Điều 117. Bà Phạm Thị Lân, vợ của ông Nguyễn Tường Thụy xác nhận thông tin này với phóng viên Đài Á Châu Tự Do vào chiều 23 tháng 5 và cho biết thêm hiện nay ông bị di lý vào thành phố Hồ Chí Minh và giam giữ ở trại giam Chí Hòa. Còn nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh viết trên trang Facebook vào trưa thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020 rằng sáng nay lúc 7 giờ, cả trăm an ninh mặc thường phục bao vây quanh nhà anh Nguyễn Tường Thụy. Trước đó, chúng canh cả đêm hôm qua, chị Lân, vợ anh Tường Thụy đi tập thể dục về, thấy thế kêu lên cướp. Chúng xông đến bẻ tay chị Lân. Thấy thế, anh Tường Thụy từ trong nhà đi ra thì chúng ập vào bắt luôn, đồng thời khám nhà. Chúng đọc lệnh khởi tố anh Tường Thụy về tội tuyên truyền chống phá nhà nước và thực chất là tội yêu nước, yêu quyền tự do ngôn luận. Mọi người lưu ý, Facebook của anh Tường Thụy đã bị an ninh chiếm. Ông Thụy từng bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội gửi giấy triệu tập 3 lần để làm rõ nội dung liên quan vụ án Phạm Chí Dũng tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng là chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức không được nhà nước Việt Nam công nhận. Ông Dũng bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam vào hồi cuối tháng 11 năm 2019 cùng với cáo buộc phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy sinh năm 1952, gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam vào năm 1970 và phục vụ trong đó 22 năm trước khi giải ngũ với cấp hàm đại úy. Những năm gần đây, ông viết báo, blogger và là chủ trang blogger mang tên ông với tầm gần 4 triệu lượt truy cập. Vào năm 2014, ông Thụy cùng một số người khác đến Hoa Kỳ và ra trước Quốc hội Hoa Kỳ để điều trần về tự do báo chí ở Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của đài FA, khi đó ông Thụy cho hay, tôi là một người viết báo tự do và là một blogger. Tôi quan tâm đến vấn đề báo mạng trong quá trình phát triển xã hội. Ở Việt Nam hiện nay, quyền tự do báo chí rất hạn chế và chính quyền Việt Nam chỉ thừa nhận báo chí nhà nước. Đây là hình ảnh blogger Nguyễn Tường Thụy đã trả lời phỏng vấn của đài FA khi vừa đặt chân đến thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ vào hôm 25 tháng 4 năm 2014 để tham dự hoạt động điều trần và vận động cho một nền báo chí độc lập trong nước. Trên trang Facebook cá nhân của mình mang tên Bùi Thanh Hiếu, blogger người buôn gió, đã đưa ra bình luận như sau. Như vậy, tính ra liên tiếp gần đây, Công an Việt Nam đã bắt giữ những người cầm bút tự do như nhà thơ Trần Đức Thạch, nhà báo Phạm Chí Dũng, nhà văn Phạm Thành và nhà văn Nguyễn Tường Thụy. Đây là những người cầm bút thực sự, họ có những bài viết, bài thơ, bài báo, tác phẩm hoàn chỉnh như sách đã in. Họ là những cây viết có tính chuyên nghiệp, không phải như nhiều người đấu tranh, dân chủ, chỉ viết những status ngắn. Kết cấu chỉ như vài lời, thể hiện sự tâm tư. Nói chính xác thì đây là một cuộc đàn áp khủng bố, quyền tự do báo chí, tự do sáng tác, nấp dưới chiêu bài, xâm phạm an ninh quốc gia. Nhà hoạt động Nguyễn Hoàng Vi bộc lộ cảm xúc tiếp như sau. Vậy là anh đã bị bắt thật rồi. Nhiều lần nói chuyện với anh nói rằng chúng nó sắp bắt anh và anh phải chuẩn bị sẵn sàng. Em bảo rằng không đâu, anh sẽ bình an và thôi. Nay nghe tin anh bị bắt thật rồi. Lời cô giáo trong vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình quá đúng, trong khi cái xã hội này người ta gù mà mình thẳng lưng thì thành khuyết tật. Nhưng đó là cái xã hội mà hiện nay nó vậy. Thế giới văn minh sẽ ghi nhận và vinh danh những gì anh đã làm. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh đã viết trên trang Facebook của mình tiếp như sau. Những người bạn quý của tôi lần lượt vào tù. Với tôi, Nguyễn Tường Thụy là một người bạn thân thiết nhất. Tôi từng nói với anh, nếu bao giờ em chỉ còn một mình, người bạn duy nhất thì đó là anh. Anh Tường Thụy là người nhiệt tình, ngay thẳng, tình nghĩa và hài hước. Đặc điểm nổi bật của anh mà tôi cảm phục là không hề sợ tù đầy. Tôi xác định sẽ đến lượt mình. Dạo này, họ liên tục canh cửa nhà tôi, luôn nhớ câu của anh Phạm Thành, người vừa bị bắt ngày hôm kia như sau.
đời người chỉ sống một lần, sống sao cho đáng, và tôi không sao đâu, mong mọi người tiếp bước. Hãy vững bước mọi người nhé. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2020 với bản tin Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản bắt giữ hai nhà báo 70 tuổi ngay trước Đại hội 13. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.